thì cũng được hết. Ủa là sao? Mấy lão đó mê liền à, bao nhiêu á cũng chi hết để nổ với bạn bè mà. Chuyện đó xảy ra cũng mấy năm rồi, hồi em mới sinh con Tủng. Mày á phải biết tận dụng ưu thế nha cưng. Mày mặc đồ tao vừa phải không? Ừ. Trúng show này á, tha hồ mà đi shopping sắm đồ. Dạ. Nè, trời ơi, ngồi đây. Ngồi đi em. Uống gì kêu luôn ha. Anh kêu luôn cho em nha. Ừ. Em ơi, cho cái ly. Ở đây đẹp quá, vui quá chị ha. Anh Bình đây chắc là người chị đã kể với em phải không? Chứ còn ai nữa. Không công bằng nha. Sao lại nói xấu anh với người đẹp? Chưa gì anh đã nghĩ em như vậy rồi. Em đâu có dám nói xấu anh. Với lại anh có gì xấu đâu mà em nói chứ. Không có đâu anh ơi, chị em toàn là nói tốt không à. Vậy hả? Chị nói anh là người giàu có nè, rồi sang trọng nữa. Em nói nha, vậy là anh thiệt thòi rồi đó. Phương Hồng đây biết rất nhiều về anh, vậy mà anh chưa biết gì về cổ hết. Thì em đã kể với anh rồi mà, Phương Hồng á là hoa khôi của huyện đó, nó thông minh hơn em nhiều. Chị này, em đâu có được như vậy đâu. Ơi, 100%. Quỳnh Hoa không có nói sai đâu em. Thôi hai người ở đây nói chuyện nha. Em bận công chuyện hả? Ừ. Em xin phép đi đây. À, em cứ về trước đi. Anh xin được Phương Hồng về sau. Vậy chị bỏ em đây mình hả? Còn anh ở đây mà em nói gì? Anh hứa là đưa người đẹp về an toàn nha. Được rồi, em cứ về trước đi. Anh lo cho, đi đi. Chị, chị đi trước nha. Nè, em đưa tay em coi coi. Tay em mềm quá. Em lên thành phố lâu chưa? Dạ, em vừa mới lên. Chị Hoa dẫn em vô đây luôn. À, anh là người thành phố đầu tiên mà em gặp đó. Vậy hả? Tay rất mềm. Đợi em lâu chưa? Anh không ngờ em đẹp hơn trong hình nhiều đó. Vậy có bắt chờ tới sáng em cũng chờ. Tại mấy đứa bạn lâu rồi không gặp nên em ngồi uống với tụi nó chút xíu. Anh không giận em chứ? Có thiệt là bạn không? Hay là mới gặp đã nghi ngờ rồi. Vậy thôi em không đi nữa. Mới nói có vậy mà đã giận hả cưng? Thôi lên xe. Ừ? Anh đi ăn thôi nha, rồi anh đem về á, trễ rồi. Ủa, về luôn hả? Ừ. Cái ý người đẹp là ý trời.
Trời đất ơi, mày cũng cao thủ quá ha. Mới có mấy ngày mà cũng thu hoạch được quá trời à. Ê, mày đừng có nói với tao là mày cho ổng xử rồi nha. Không hề. Xào quần không à. Em phải nghe lời chị chứ. Còn chị sao? Không chiếm nhiều diện tích như mày, nhưng mà cũng giá trị lắm đó nha. Ủa, mà phi vụ chính tới đâu rồi? Đúng như chị nói vậy đó. Muốn mướn cho em một căn nhà. Chắc lắm chị ơi. Chẳng lẽ mày như vậy mà chỉ đám một căn nhà thuê thôi sao? Mày đừng có nói với tao là mày đồng ý rồi nha. Không hề. Chưa nhà thì đừng có mơ. Đây, cái này là quà cho chị. Mày cũng biết chơi quá ha. Quê nhà trong chiều xa vắng, thuyền xưa xuôi dòng, người xưa đã có chồng. Buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu, tóc gió thổi bay như ngày. Hôm nay em rất hân hạnh được gặp các anh. Có lẽ vì vậy mà em hát hay hơn á. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Bây giờ em thay mặt anh Bình để mời các anh một ly. Các anh cùng uống với em nha. Một, hai, ba. Vô. Mời. Em hát bài này đi. Nhau thật đầm sâu để em một mong với những chiếc lá xuống rơi héo khô giống trên đường về. Còn ai nữa để tay cầm tay, còn ai nữa để chia từng câu vui buồn, có gì đâu mà trên những chiếc hôn nồng ấm êm đềm. Sao mà mặt bí xị vậy? Bộ giận em hả? Hey, em như thiên thần như vậy sao mà giận được. Em nói cái gì mà mình bị chiều hết á. Thiệt không? Vậy ngày mai mình đi coi đất luôn nha anh. Anh hứa với em hoài à. Nè, nâng ly. Rồi, vô các anh ơi. Mời các bạn. 2, 3, vô. Đi Như cưng. Dạ. Đi vui vẻ đi hay. Nhà mạnh khỏe nha. Em đi á. Ăn cái nữa. Đi á. Rồi lên xe. Bye bye. 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 Alo em nghe nè. Sao không? Bữa nay muốn đi shopping ở đâu đây cũng được. Hôm nay em chỉ thích đi coi kịch thôi. Hả? Xem kịch hả? Ừ. Ok ok. Bye. Dạ. Yeah.